Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Mình là Nara Nguyễn, rất vui được gặp mọi người. Hôm nay Nara có một đôi giày khá đặc biệt, như là một cái video trước đã hứa là sẽ làm một cái đôi giày nó cũng hay đó, nên hôm nay mình sẽ làm cho mọi người xem ha. Mọi người thấy một cái hộp màu cam như thế này không? Đây là một đôi giày đến từ Nike Craft và Tom Shaft. Thì đôi giày này có gì đặc biệt thì đầu tiên mình phải đi qua intro cái đã. Let's go. Thì đây các bạn đang thấy một cái hộp màu cam có chữ Nike Craft đúng không? Đây là một đôi giày mà nó không có một cái form nào đó đến từ Nike ngày trước. Đó, mình sẽ mở ra các bạn xem. Đầu tiên chúng ta sẽ đi cái phần xung quanh cái đã. Chúng ta sẽ có một cái hộp màu cam rất là láng, và khi các bạn mở ra là mở theo kiểu nắp mở nha. Chúng ta sẽ có một dấu suốt nè, giống như kiểu đang vẽ, đang kiểu design á. Nike Craft nè, nó dòng chữ cũng rất là hay ha. Đây, đó, hiện ra. Rồi hai bên các bạn cũng thấy nè, xung quanh thì cũng sẽ là một cái logo y chang như vậy thôi. Đó, cũng không có khác gì đâu. Chỉ có bên đây thì kịp Nike thôi, Nike Craft thôi. Đó, hoặc Tom Shaft nè. Đó, nó ghi ở đây nè. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một cái câu biểu ngữ nữa nè, General for Fossil ha. Được dán ở đây làm theo kiểu nó hơi ngoặt hình một tí á. Rồi ở bên cái phần tem thác cũng thế, cũng có General Purpose 2 nè, có Tom Shaft nè. Ở đây có size nè. Các bạn lưu ý là đôi này là size nữ nha. Đôi này đang là cốt nữ nên các bạn nào muốn mua thì phải tăng cái size lên cho nó phù hợp ha. Các bạn chỉ cần mở ra thì các bạn sẽ thấy nè, một cái hộp trắng ở trong đặc biệt. Và ở bên trong thì Nike họ cũng có một số thông điệp giới thiệu về sản phẩm của họ. Họ có ghi ở đây nè, tất cả những thứ của họ làm ra thì họ đều ghi ở cái phần này. Các bạn có thể về mua về để mà dịch, để xem họ muốn gửi gắm cái gì ha. Rồi chúng ta sẽ mở ra. Đôi giày chúng ta sẽ là một đôi giày màu vàng. Đó, các bạn mở ra thì nó cũng kiểu là những như mấy đôi bình thường thôi. Mà lát nữa thì mình sẽ nói các bạn biết là nó không bình thường ở chỗ nào ha. Chúng ta sẽ nói một tí về Tom Shaft nha. Ông là một nghệ sĩ đương đại và niềm cảm hứng của ông có rất nhiều rất nhiều. Nó rất là liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó liên quan đến những thứ rất là thực tế và được rất là nhiều người công nhận. Nhưng cái mà tồn động lớn nhất đối với mọi người khi nghĩ về ông đó, đó chính là những cái bức vẽ, những cái thiết kế, những cái kiểu sản phẩm, những cái gì đó nó liên quan đến những cái chương trình về vệ tinh nè, những cái mà kiểu như vũ trụ nè, tàu vũ trụ nè, liên quan tới NASA nè. Ông rất là thích ha, và ông đã có rất nhiều sản phẩm thành công với nó. Khi mà hợp tác với Nike Craft thì chúng ta sẽ có là phiên bản mắt da đầu tiên là phiên bản 1.0. Thì để mình nói các bạn biết là từ năm 2007 thì ông đã làm cho người bạn của mình rồi, một người bạn là kỹ sư ở NASA. Người này có tên là Tommaso Rivellini. Thì ông cũng là một trong những người rất là giỏi luôn, vừa là kỹ sư và người là tạo ra cái túi khí airbag trong chương trình thám hiểm sao Hỏa. Và đó thì ông còn sử dụng luôn cả những chất liệu mà để sản xuất những chất liệu vải để sản xuất tàu vũ trụ, làm nên những bộ đồ để có thể dễ du hành. Nói chung là nó có rất là nhiều cái để ông tạo ra. Thì chính vì cái lẽ đó, cái đôi 1.0 được tên là Mazda, chứ không phải tên là Tom Shaft nha, nó tên là Mazda 1.0. Tom Shaft đã dùng cái chất liệu là phần đế sẽ làm lấy nguyên của đôi SFB, là một đôi giày chiến đấu của Nike. Phần trên của đôi giày sẽ được làm bằng chất liệu Vetron, một trong những chất liệu làm từ vải của chiếc Mercurian Rover, thì mình nhớ mãi mãi đó. Và chất liệu cũng như bộ đế rất là chắc chắn ha. Thì để làm mục đích của đó, đó là để phục vụ cho việc những chuyến thám hiểm ở bên ngoài trái đất. Nhưng có một cái điểm là thứ nhất là đôi này rất khó để sản xuất, kiểu là sản xuất lớn và đại trà. Thứ hai, những chất liệu này rất là đắt, và nếu như thành phẩm thì rất là cao, không thể nào bán thì dạng worldwide được. Chỉ là những phiên bản để dành cho những người đi thám hiểm thôi. Nhưng còn việc nào có đi được ra tới ngoài kia không thì mình không biết nha.
Từ trong quá trình sản xuất khoảng 5 năm đến năm 2012 thì chính thức đôi đó được công bố tại một sự kiện là My Program Space của ông Tom Shack, và nói về những chủ đề liên quan đến tàu vũ trụ, vệ tinh và mặt trăng này đó của NASA nữa. Và trong cái buổi đó đã chính thức ra mắt đôi đó và được bán theo dạng bán đấu giá, và giá trị của nó hiện tại rất là cao, mấy chục ngàn đô cho một đôi. Nhưng khuyết điểm của đôi đó là gì? Là dùng chất liệu Vetchen. Chất liệu đó là chất liệu như thế nào? Nó không có khả năng co giãn, nó chống co giãn tốt, tại vì như vậy thì nó sẽ bền, chống bị chịu nhiệt nè, nó sẽ có chịu nhiệt tốt nữa nè. Rồi nó có sẽ độ mài mòn của nó rất là chịu, rất là cao ha. Rồi khi mà có được cái phản xạ của ánh sáng mặt trời, nó sẽ làm tương phản lại và tạo nên một cái ánh sáng màu trắng trắng á, sáng sáng lên rất là hay. Đó, nhưng mà chính vì những điểm đó nên khi các bạn đi á, các bạn đi nhiều á, nó sẽ nhăn ở một chỗ nào đó, cứ nhăn đi nhăn lại hoài á, thì nó sẽ tạo nên một cái nếp gãy luôn, chứ không phải là gãy bể luôn nha, không phải là nhăn không nữa. Thì nó giống như là mấy viên kẹo giấy mà bị bể ra á, thì cho nên là nó không hỗ trợ tốt cho người tiêu dùng. Đến năm 2017, một phiên bản tiếp theo được ra mắt đó là phiên bản Mercury 2.0. Đây là phiên bản chính thức worldwide. Nike đã sửa đổi rất là nhiều, thí dụ lớp Vision nó sửa đổi thành lớp mesh, nó là lớp ở trên như thế này nè mọi người. Đó, thay đổi là lớp mesh, bộ đế thì vẫn giữ nguyên ha. Những cái form, dáng, phối màu đều được giữ nguyên để tạo nên một phiên bản giống như lúc trước và có một cái nét hiện đại, gọi là phong cách retro futuristic. Đây là một trong những phong cách mà kiểu như lấy đi những thứ mới mẻ, cho vào một tí so với những cái cũ và để lại rất là nhiều. Hầu như là đôi đó thì giữ lại nguyên cái form dáng và màu sắc luôn, rất là hay ha. Giá của đôi đó bây giờ hiện tại cũng rất là cao rồi, và bây giờ người ta chỉ mua để trưng thôi chứ không còn mang được nữa. Và đến năm 2019 thì một cơn đại địa chấn bắt đầu được đổ đến khi mà Tom Shack quyết định ra thêm một đôi nữa, đó chính là Mercury Overshoes. Đúng như những gì mà cái tên nó đem lại, thì đôi đó sẽ có một cái phần cổ giả trên và giữ nguyên cái form của đôi Mercury. Nó sẽ phần cổ giả được làm bằng chất liệu Dynamar. Chất liệu này được làm trong những cái cánh buồm của những con thuyền á, có cái độ hiệu quả rất là cao. Cái thứ hai nữa là nó sẽ chống được việc thấm nước và nó có một cái độ bền rất là tốt. Đôi giày đó thì các bạn có thể cuộn nó lên và kéo nó lên, cuộn xuống hoặc kéo nó lên, thích hợp nó tùy vào thời tiết thì các bạn đi thôi. Và ở đây nó sẽ có hai cái chốt để các bạn gài vô và siết cái phần dây lại phía trên. Nó giống như một đôi mắt da, nhưng nó có một cái áo mưa bảo vệ phía bên ngoài. Lý do ông làm đôi giày đó là bởi vì ông nói rằng ông rất là ghét những cái trời tháng 3 lúc nào cũng mưa và ẩm ướt, có nghĩa là ở thời tiết ở New York á. Đến thời điểm hiện tại luôn á, thì đây là lần gần như là mình thấy Tom Shack đang trở lại. Trong năm 2022 thì ông đã cho ra mắt đôi giày này Purple Shoe, và nó có hai màu, một màu là màu vàng, một màu là màu xám. Màu xám hiện tại vẫn chưa ra nên giá nó cũng rất là cao. Đôi đầu tiên thì cho ra mắt là màu vàng với chủ đề là Purple Shoe. Chúng ta sẽ nói đơn giản với đôi giày này là một đôi giày ông muốn nó mang lại những cái tiện dụng nhất cho mọi người, dễ dàng nhất, thậm chí là dễ dàng mua, dễ dàng mang và dễ dàng mặc đồ nữa, nó rất là thoải mái. Phía trên sẽ là một lớp mesh và lớp da lộn mềm mại. Thì cái kiểu dáng đôi này nó mang lại cho mình một cái hơi hướng của những đôi waffle, là những đôi giày đi hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thì Tom Shack có để rất là nhiều thứ trước khi ra mắt, ông cho còn cho nguyên một cái bức tâm thư, mình sẽ để ở đây cho các bạn xem ha. Dịch ra thì nó cũng kiểu là những cái thông điệp mà đơn giản ông muốn gửi đến cho tất cả mọi người thôi. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn đến cái phần đôi giày, các bạn sẽ thấy nè, chúng ta sẽ có phía trên là một cái hệ thống dây, một loại dây dù mỏng dẹp, đó, nó trải dài từ trên đi xuống dưới nè. Các bạn sẽ có một cái lớp mesh nó đi xung quanh đôi giày, giống như đôi giày này 70% là lớp mesh màu vàng ha, thì nó sẽ thoải mái mềm mại chân các bạn hơn. Rồi cái phần mà hệ thống dây thì sẽ được bao phủ bởi cái lớp da lộn đó. Ở đây có 2, 4, 6 cái lỗ dây dày ha, nhìn rất là đơn giản thôi, rất là thoải mái. Phía trên lớp layer các bạn sẽ có một cái lớp da lộn phía trên nè, đó, để bao bọc cái phần trên. Thứ hai các bạn sẽ có luôn cả một cái lớp đơn giản như thế này, cái lớp giống như là cái lớp sơn giả lên á, để nó bảo vệ cái phần mesh này ha. Rồi bên hông thì các bạn sẽ có một dấu suốt màu trắng, đó, nó được in lên, đó, bên phải cũng vậy, hai bên luôn, nó được in lên như thế này, đó, rất là đơn giản.
Và cái phần mà da lộn này nó sẽ đi đến, nó bao luôn, phủ luôn cả phần mông dày. Các bạn sẽ thấy ở phần mông dày ở đây các bạn sẽ có là một nó giống như là nó tách ra hai lớp, một lớp ở đế dưới nè, đó, da lộn ha. Lớp ở trên thì sẽ có in cái chữ Nai vào. Heel tab thì ông chọn màu cam, màu nó làm tương phản lên màu vàng này. Đó, nó có phần heel tab đây, các bạn nắm các bạn mang giày vô rất là đơn giản luôn. Ở phần lưỡi gà thì đôi này lưỡi gà rất là mỏng ha. Lưỡi gà của đôi này chỉ bằng lớp vải mesh đơn giản thôi. Và chính trong chúng ta sẽ có cái tạc Nike. Đó, giống như những đôi normal nè. Đó. Phần này các bạn cũng sẽ có một cái heel màu cam đi lên nè. Bên trong của đôi này rất là đặc biệt, phía chúng ta sẽ có một cái dòng chữ rất là đẹp ha, Tom Shack, rồi những cái giống như là thông số nè, rồi mã nè, rồi những cái mà giống như mà những mấy đôi chủ đình nó hay ghi á. Bên trong thì các bạn sẽ có một cái lót. Cái lót của đôi này thì khá là đơn giản ha. Để mình lấy các bạn xem nha. Đây. Cái lót của đôi này là Nike Crab, đơn giản thôi. Đôi giày này sẽ không có nhiều cái miếng đệm xung quanh, nó chỉ là một lớp vải ở trên để bao phủ chân các bạn thôi. Phần phía sau cũng vậy, ở phần gót thì các bạn gờ vào á, nó cũng chỉ có một cái phần đệm nhẹ để giữ gót chân các bạn thôi. Nên là đôi này các bạn mang các bạn phải giảm size xuống nha. Đó. Đến với phần midsole chúng ta sẽ có một bộ đệm rất là mềm ha. Cũng không phải là quá mềm đâu, nó cũng vừa à. Đó, một phần cao su chạy dài ra phía trước nè. Rồi nó sẽ có cái màu giống như là màu sữa, màu latte á, màu kiểu nó nhẹ nhàng, nó họa tiết của nó là những cái hạt hạt nhỏ nó được liên kết với nhau. Bộ đế thì đôi giày chúng ta sẽ có một cái bộ đế khá là hay, đó là nguyên một cái khuôn đế màu đen làm theo kiểu là panel á. Kiểu đây là một trong những cái bộ đế mà mình thấy cũng khá là hay. Nó có những cái hạt 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 như thế này nè, để bám được những cái đường mà những cái địa hình nó khó, nó bám rất là tốt. Chúng ta sẽ có một cái US button nè, chất liệu này là chất liệu US nè. Nó có mã số nè, còn Nike Wrap ở đây nữa nè. Đó, các bạn thấy ha. Chung quy á, đôi giày này á thì nó sẽ là một đôi giày rất nổi bình thường, nhưng nó sẽ không bình thường ở chỗ là từ thiết kế đến chất liệu được Tone Shack lựa chọn rất là đặc biệt. Và trong cái form normal này nó có những cái đơn giản cách tân, giống như việc cut out tất cả các phần cổ ở đây nè. Nó kiểu là mảnh vải cắt ngang xong được mai viền lại bằng những cái đường chỉ. Đôi này thì mình đánh giá rất là tốt, bởi vì khi mang rất là nhẹ và mềm. Những cái đường chỉ may rất là ok luôn, may rất là chỉnh chu, rất là hay, rất là đẹp. Đôi này các bạn có thể dễ dàng mặc với những cái quần kaki dài, những cái quần short hoặc những cái quần rộng. Nói chung là cái màu này nó cũng không quá nổi, tại vì có thể là mình quay cái video ở đây thì màu nó bị sáng quá, nó lên sáng, nhưng mà ở ngoài các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái màu vàng dịu dịu, rất là thoải mái ha. Giá của đôi này thì bây giờ cũng rất là khá là thấp, nó tầm ở mức là 4 triệu mấy á. Thì mình nghĩ với một đôi 4 triệu mấy mà một đôi giày Tom Shack này rất là xịn. Kiểu như ngày xưa tới giờ các bạn nghĩ tính Tom Shack là những đôi giày mắc tiền, đôi giày mười mấy hai mấy triệu đúng không? Thì bây giờ đã có những đôi giày mang chủ đề purpose shoes, có nghĩa là những đôi giày nó rất nổi bình thường, nó phục vụ tất cả mọi người. Bạn có thể là đem đi làm ở chỗ công sở nè, bạn đi làm việc ở những nơi bạn thích nè, đi cà phê bạn bè, đi mọi nơi, thậm chí đi học, tất cả mọi thứ nó đều áp dụng được. Và đôi này mình có thể nói bạn là đi cả ngày cũng chẳng bao giờ đâu, tại vì nó rất là thoải mái. Mình đã từng thử rồi, mình thấy rất là ok cho đôi giày này ha. Nhưng mà mình có lưu ý các bạn là đây là đôi giày size nữ, nên là các bạn nào muốn mua, bạn nam muốn mua mang á thì phải lên size ha, lên khoảng size mấy á, tại vì size nữ với size nam trừ ra thì size nữ nó sẽ lớn hơn một size rưỡi á, nên các bạn phải lưu ý nha. Đôi này mang thì giảm size nha, ví dụ như bạn nào mang đang mang size 9 là 42.5 thì mang xuống 8.5 là được rồi. Tại vì đôi này nó rộng lắm, ở trong nó không có đệm, cũng không có gì để giữ chân các bạn được cứng á, nên là nó sẽ giảm size xuống thì đi nó sẽ vừa. Chân mình size 9 nam nhưng mà mình phải mang tầm 8.5 à, không mang được 9 là 9 thì nó hơi rộng rộng xíu. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Mình có một cái fanpage cũng như một cái Instagram ở đây, thì bạn nào có muốn những đôi giày thì các bạn có thể inbox vào để mình có thể tư vấn và đưa ra những cái lựa chọn tốt nhất các bạn. Còn đôi này ai muốn mua thì mình cũng để lại luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Bye bye.